Nhìn trên màn hình thì chúng ta đang thấy ba quả bóng bia. Và đương nhiên, đây là cái nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi trong bài ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta tạo một cái trang mới để chúng ta bắt đầu. Trước hết, chúng ta sẽ vẽ một bóng bia mẫu đã. Thì chúng ta sẽ chọn công cụ Ellipse, nhấn giữ phím Control và chúng ta vẽ một hình tròn thật tròn. Kế tiếp, một hình tròn thứ hai. Một hình tròn nữa. Đến đây thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl Q. Rồi, Ctrl Q để chúng ta biến đổi cái hình tròn này thành một cái hình vẽ thông thường, không phải là hình elip. Sau đó thì chúng ta sử dụng tới công cụ Shape Tool để chúng ta bắt đầu là điều khiển, nhấp đúp để tạo một điểm điều khiển mới. Sau đó thì kéo nó xuống. Rồi, sau khi mà vẽ được đến đây thì chúng ta sẽ chuyển sang công cụ Smart Fill và tô một màu vào đây. Sau đó thì xóa bỏ tất cả những cái phần không cần thiết ở bên ngoài này đi. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tô vẽ thêm một chút như thế này. Vẽ thêm một hình tròn vào đây. Chọn hình tròn này với cái hình vừa tô màu. Bằng cách giữ Shift chọn cả hai. Sau đó thì chúng ta cả bài. Đục thủng nó ra. Chọn vòng tròn lớn mà chúng ta vẽ lúc đầu tiên. Sau đó thì chúng ta sẽ tô cho nó một màu. Đây, ví dụ một màu ghi sáng sáng thế này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái này. Chúng ta chuột phải vào đây để bỏ cái đường viền đi. Sau đó thì chuyển sang công cụ văn bản. Chúng ta gõ một con số vào đây, ví dụ 8 này. Chuyển đổi sang một cái phông chữ mà nó dày hơn một tí. Kéo lớn nó lên một chút. Đặt vào đây. Sau đó thì chúng ta có thể xoay cho nó phù hợp với cái góc độ của cái quả bóng này. Như vậy là chúng ta đã có được cái hình sơ bộ đầu tiên của một cái quả bóng bia. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta nhân bản nó ra. Đây, kéo ra đây. Nhân bản một quả, nhân bản hai quả thì chúng ta sẽ xoay nó đi. Ví dụ đây, chọn hết
xoay đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa đổi cái nội dung ở đây một tí. Và chúng ta đổi màu. Rồi, kế tiếp chúng ta thu cái này lại, thu kích thước lại, cái này còn khoảng 80%, cái này còn khoảng 60%. Và chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. Bắt đầu thì chúng ta vẽ ra những cái hình này và nó rất là bẹt. Đấy, mặc dù cái hình cong cong này chúng ta tạo ra thì trông nó đã hơi hơi mô phỏng về cái độ cầu, nhưng mà như thế là không đủ. Và kế tiếp thì chúng ta cần phải tạo ra những cái điểm khuất sáng, điểm tối và điểm phản quang để chúng ta làm cho cái hình này trông nó khối cầu 3D lên. Thế thì trước tiên là chúng ta sẽ chọn này, giữ shift chọn này, chọn này, tức là chọn mấy cái phần hình tròn. Sau đó thì chúng ta copy, Ctrl C copy. Sau đó thì Ctrl V dán vào. Thì nó sẽ tạo ra những cái hình mới và nó sẽ nằm lên trên cùng. Đồng loạt là chúng ta sẽ tô cho nó là màu đen. Sau đó thì bấm ra ngoài và chúng ta sẽ xử lý lần lượt như sau. Chọn một cái hình màu đen mới này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ Transparency Tool và chọn tiếp cái chế độ là Fountain Transparency. Sau đó chúng ta điều chỉnh sao cho cái phần đen nó nằm phía dưới như thế này. Ánh sáng nó hơi nghiêng lệch một tí. Các bạn có thể kéo cái thằng này thấp xuống để cho cái phần sáng nó sáng hơn. Đó, lặp lại cái thao tác này. Đây, bây giờ các bạn chọn này, bấm này và các bạn sao chép. Hoặc là tự tay làm lại. Đại loại nó cũng giống giống nhau như thế này. Rồi, kế tiếp thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình ellipse mới. Sau đó tô màu đen và chuyển sang công cụ Interactive Fill, chuyển sang chế độ Fountain và chúng ta sẽ cho nó đen ở dưới, trắng ở trên, chạy theo cái chiều ánh sáng mà chúng ta vừa mới mô phỏng vừa rồi. Kế tiếp thì chúng ta sẽ bấm chuột phải vào đây để hủy bỏ cái đường viền và quay trở lại với công cụ Transparency. Lúc này thì chúng ta không can thiệp vào bất cứ cái biểu tượng nào ở đây mà chuyển sang cái phần Merge Mode, sổ danh sách này ra, và chúng ta chuyển nó sang chế độ Screen. Với chế độ này thì nó sẽ tự động nó giấu tất cả những cái phần màu đen đi, nó chỉ giữ lại cho chúng ta cái phần màu trắng. Tuy nhiên cái phần mà bắt sáng như thế này thì nó có vẻ như là sáng quá và nó mạnh quá, nó sắc quá, cho nên chúng ta cũng sẽ hiệu chỉnh nó đi một tí bằng cách là vẫn chọn cái này, chúng ta sẽ bấm vào Effect, trong phần này chúng ta sẽ chọn vào Blue và chúng ta chọn Feather để xử lý cái biên của nó cho nó nhòe mờ đi một tí.
bằng cách là điều chỉnh cái độ nhòe mờ của nó. Thì chúng ta sẽ làm cho cái phần ánh sáng này nó trở nên là mềm hơn và vừa độ hơn. Chúng ta có thể là điều chỉnh thêm nhé. Rồi, như thế là chúng ta đã có được cái phần phần sáng lớn. Phần sáng lớn này thì rồi, đến đây thì chúng ta sẽ xử lý thêm một vài cái điểm phản quang nhỏ nữa, giống như là nó bắt cái ánh đèn ở trong phòng. Thì chúng ta sẽ vẽ một hai cái hình elip nhỏ nhỏ. Sau đó chúng ta tô màu trắng chuột phải vào đây để bỏ cái đường viền đi. Và chúng ta lại vào effect, chọn phần blue, và thay vì là chọn feather thì chúng ta chọn là Gaussian blue. Với Gaussian blue chúng ta gia giảm cái tham số radius này cho tới khi nào mà nó nhòe đủ như mong muốn của chúng ta. Và chúng ta đặt vào cái vị trí giống như là nó đang bắt cái phản quang cánh đèn ở trong trong phòng. Chúng ta có thể gia giảm nó bằng cách là chúng ta vào trong Window này, vào Docker này và chọn Property, Enter nhé. Và khi mà cái bảng Property mở ra thì các bạn có thể là bấm chọn vào những cái đối tượng mà các bạn mà chắc chắn là có gán cái hiệu ứng. Các bạn có thể nhìn vào đây. Đây chữ FX, các bạn bấm vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tên của cái hiệu ứng này đang gán cho cái đối tượng này. Và bằng cách là nhấp đúp vào dòng chữ này hoặc là bấm vào cái biểu tượng cái bút Edit thì nó lại mở ra cái bảng để cho các bạn có thể can thiệp thêm. Trong trường hợp này tôi thấy là nó quá sáng, vẫn còn quá sáng thì chúng ta có thể tăng thêm cái tham số này để nó nhòe, nhòe thêm một chút nữa. Nó sẽ êm hơn. Tương tự như vậy, tất cả những cái phần này tôi có thể gia giảm thêm. Kế tiếp thì chúng ta có thể lặp lại cái thao tác đó với lại hai cái quả này, hoặc nếu không thì đơn giản các bạn có thể chọn lấy luôn mấy cái này và các bạn đưa sang, đồng thời là các bạn gia giảm cái kích thước cho nó phù hợp. Ví dụ đây, các bạn có thể lôi cái này sang đặt vào đây, chuột phải, nhưng đồng thời chúng ta cũng thu nhỏ nó lại tương ứng với lại cái quả này. Ví dụ như cái quả này vừa nãy là chúng ta thu nhỏ nó lại còn 60%, chúng ta cũng cho cái bóng này còn lại 60% và đặt nó vào vị trí. Tương tự như thế, chúng ta lại làm lại cho cái thằng này, chọn này, chọn này, chọn, chọn, kéo sang, chuột phải nhân bản, thu nó lại còn 80%, điều chỉnh vị trí, đặt nó vào cái chỗ hợp lý. Sau đó thì các bạn có thể là group toàn bộ cái này lại.
Và bắt đầu là chúng ta sẽ kéo, sắp đặt nó vào trong cái vị trí hợp lý của nó. Đây. Ship it down. Đưa nó xuống. Ship it down. Đưa xuống. Rồi, đến đây chúng ta sẽ nhấp đúp vào cái công cụ rectangle để chúng ta tạo ra một cái hình chữ nhật và vừa với lại cái khuôn khổ của trang giấy. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tô cho nó một màu để làm cái nền phía sau. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm tiếp cho nó cái bóng. Đây, chúng ta vẽ ra một cái hình ellipse để làm cái bóng đổ cho cái quả cầu này. Và chúng ta sẽ tô chính bằng cái màu vừa rồi. Sau đó thì giữ shift thu lại, chuột phải và tô màu đen. Bây giờ chúng ta sẽ chọn công cụ blend và chúng ta sẽ blend giữa cái hình ellipse màu đen này với lại cái hình ellipse màu xanh để làm cái bóng. Kế tiếp thì chúng ta loại bỏ cái đường viền và đây là cái bóng. Chúng ta có thể là điều chỉnh thêm một chút nữa để cho cái phần đen này nó sẽ giảm bớt đi, hoặc là chúng ta sẽ chọn như thế này nhé. Bấm vào đây và chọn show start. Start là cái ngoài. Rồi, đây, show ends. Thì chúng ta sẽ có cái hình đen ở bên trong. Giữ phím Control và click một hai lần vào trong cái phần màu xanh ở ngoài này. Để chúng ta thêm một phần màu xanh này vào trong cái đen này để cho nó đỡ đen đi. Đen quá thì trông nó hơi nặng. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chọn này, copy này. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa nó xuống dưới cùng. Ship it down, đưa xuống dưới cùng. Sau đó thì Control Pet Up để đưa lên một nấc. Thì nó sẽ thành ra như thế này. Đó. Tiếp tục là chúng ta có thể dán nó vào. Đây, Control V. Dán vào và chúng ta đưa đặt nó vào cái vị trí tương ứng. Đó. Cũng tương ứng thì chúng ta lại thu nó lại giống như vừa nãy. Tức là mình sẽ cho nó nhỏ lại. Đây, Shift. Cho nhỏ lại tương ứng với kích thước của cái quả bóng ở phía đằng sau. Ship it down, đưa xuống dưới cùng và Control Pet Up, đưa lên một bước. Tương tự như vậy, lại tiếp tục đưa cái thằng này vào đây. Rồi, thu nhỏ lại, giữ Shift nha. Thu nhỏ lại tương ứng với độ rộng của cái quả bóng này. Ship it down, giấu xuống dưới cùng và Control Pet Up đưa lên một bước. Đến đây thì chúng ta đã tạo ra được mấy cái bóng cho mấy cái quả này. Tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ ở đây thì cái viền này nó hơi bị gợn lên một tí. Thì chúng ta có thể là bấm vào cái phần mà bóng đen để chúng ta có thể là tăng kích thước nó lên, lớn lên một tí. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta đã group nó rồi, cho nên là chọn nó sẽ phải có mẹo một tí. Tức là chúng ta sẽ nhấn giữ phím Control và chúng ta click vào đây để chúng ta chọn riêng cái phần bóng đen. Sau đó thì chúng ta tăng kích thước nó lên một tí. Ở đây là bao nhiêu thì các bạn tăng nó lên một chút. Ví dụ như là 418 thì bây giờ chúng ta tăng lên là 49 chẳng hạn. Nếu mà cảm thấy rằng là nó vẫn chưa hết hẳn, cho lên thành 420. Đó.
Thì bây giờ bằng mắt thường chúng ta cũng nhìn thấy là hết cái gợn 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 ở cái viền, tại vì cái phần mà bóng đen mờ thì nó đã lớn hẳn lên, nó che che kín hẳn. Thì cũng thực hiện như thế với hai cái quả cầu còn lại, giữ control click vào đây để chọn và tăng lên một chút. Đây là 430 334 thì cho lên là 336 đi. Đấy, và cái quả này giữ control click vào đây. 251 thì 253 đi. Đó, thì toàn bộ các cái phần mà màu sắc mà nó chưa được thuần, nó hơi bị bavia một tí thì chúng ta đã xử lý được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một chút cho cái không gian ở bên ngoài. Thì bây giờ chọn cái phần màu xanh này, quay trở lại với cái công cụ tô màu bằng cách là bấm là Fountain. Thế lúc này nó sẽ chuyển cho chúng ta sang thành là cái màu xanh này hòa trộn với màu trắng. Chúng ta sẽ xoay chiều nó bằng cách là kéo cái này về đây và kéo cái màu trắng này lên trên đỉnh. Có thể là hơi nghiêng, chụp hơi nghiêng một tí giống như là cái chiều ánh sáng mà chúng ta muốn muốn làm. Và sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái này kéo lên một chút. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái mô phỏng ánh sáng nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giống như cái chiều ánh sáng mà chúng ta đã cố gắng chúng ta tạo cái lúc đầu tiên cho cái phần mà tối của cái quả cầu. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài hướng dẫn, và đến đây thì các bạn đã biết cái cách là làm sao để tạo minh họa một cái quả bóng bi-a.